Do liên tiếp có một số trường hợp lây nhiễm Covid-19 sau khi đã hoàn thành cách ly, Bộ Y tế vừa gửi tin khẩn cho biết, tạm thời chưa cho rời khỏi khu cách ly với những người đã cách ly tập trung đủ 14 ngày và có hai xét nghiệm âm tính. Tin khẩn Bộ Y tế vừa gửi sáng nay cho biết, thực hiện lệnh chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19 Vũ Đức Nam, Bộ Y tế thông tin và đề nghị báo cáo ban chỉ đạo tỉnh thành phố thực hiện ngay từ 0 giờ ngày 4 tháng 5 quyết định này. Cụ thể, Bộ Y tế hướng dẫn tạm thời chưa giải quyết kết thúc và cho ra khỏi khu cách ly tập trung cả của quân đội, dân sự quản lý đối với tất cả các trường hợp đã đủ điều kiện hết cách ly tập trung. Điều kiện hoàn thành cách ly tập trung hiện nay là thời gian cách ly tối thiểu 14 ngày, xét nghiệm hai lần âm tính. Lý do là thời gian gần đây có một số trường hợp hết cách ly tập trung vẫn ghi nhận dương tính với sắc cov 2 làm lây lan dịch. Ca bệnh 2899 cách ly ở Đà Nẵng, hai người Trung Quốc cách ly ở Yên Bái. Bộ Y tế cho biết thời gian bắt đầu thực hiện từ 0 giờ ngày 4 tháng 5. Các tỉnh thành thực hiện chờ tới khi có thông báo mới của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19. Trước đó, từ ngày 29 tháng 4 đến nay, đã ghi nhận 35 ca mắc COVID-19, lây từ 3 người đã hoàn thành cách ly tại Đà Nẵng và Yên Bái.